sau đây là kết quả giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ và giao dịch ảm đạm trong phiên dịch ngày 24 tháng 12 do giá cổ phiếu năng lượng giảm và nhà đầu tư nghỉ sớm trước thềm Giáng sinh. Toàn sàn giao dịch chỉ 2,7 tỷ cổ phiếu so với mức trung bình 7,5 tỷ trong 20 phiên gần đây. Bất chấp giá dầu thô ở Mỹ tăng 4 phiên liên tiếp, chỉ số S&P 500 nhóm năng lượng giảm 0,91%, trong đó ExxonMobil mức 1,07% và là mức giảm lớn nhất. Trong nhóm S&P thì chỉ có cổ phiếu của Facebook diễn biến tích cực khi tăng đến 0,37%. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 0,29%, chỉ số S&P 500 giảm 0,16% và chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 0,05%. Báo cáo việc làm được công bố hôm 23 tháng 12 cho thấy, số người thất nghiệp giảm còn 267.000 người, vượt kỳ vọng là 270.000 người của các chuyên gia. Trước đó, liên tục trong 42 tuần liên tiếp, số người thất nghiệp tại Mỹ luôn ở con số 300.000 người. Điều này khiến Fed tin tưởng rằng thị trường lao động đã ổn định. Năm 2015 được đánh giá là năm làm ăn thất bát của các nhà đầu tư chứng khoán. Với việc Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ gần một thập kỷ và thị trường lao động chuyển biến tích cực, thì một số người tỏ ra lạc quan hơn trước thềm 2016. Cổ phiếu của công ty bảo hiểm trái phiếu MBIA tăng 8,17% sau khi công ty mẹ tuyên bố tái cấu trúc nợ. Một công ty con khác là Assure Guarantee cũng tăng 2,35%. Ở nhóm giảm điểm, cổ phiếu của Nike giảm 1,82%, còn 64,36 đô la Mỹ một cổ phiếu sau khi công ty này chia tách cổ phiếu. một loạt thỏa thuận vừa được nga và ấn độ ký kết trước sự chứng kiến của tổng thống nga vladimir putin và thủ tướng ấn độ narendra modi nội dung xoay quanh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về vấn đề năng lượng hạt nhân và quốc phòng theo những thỏa thuận vừa được ký kết, Nga sẽ triển khai xây dựng 6 cơ sở điện hạt nhân ở Ấn Độ trong vòng 20 năm tới, với công suất mỗi cơ sở vào khoảng 1.200 MW. Nga và Ấn Độ cũng cam kết sẽ hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mới, bên cạnh nhiều thỏa thuận khác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, quân sự. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng được hai nước hướng đến trong quan hệ đối tác song phương. Theo đó, sự ra đời của phi cơ quân sự Kamov 226 trong tương lai gần chính là một phần quan trọng trong dự án sản xuất Make in India nhằm thu hút các công ty nước ngoài sản xuất ở Ấn Độ. Trong vài năm trở lại đây, Nga trở thành đối tác quen thuộc của nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ. Ước tính trong vòng 7 năm tới, Ấn Độ có thể thu về hơn 130 tỷ đô la Mỹ từ đối tác quan trọng này. Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Samsung trả cho Apple 548 triệu đô la về việc vi phạm bằng sáng chế và thiết kế sản phẩm, thì Apple tiếp tục đưa đơn kiện lên tòa án Mỹ. Lần này, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới muốn đối thủ Hàn Quốc phải trả thêm cho họ 180 triệu đô la. Vụ kiện kéo dài từ năm 2011 này vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Theo văn bản mới được gửi lên tòa án Mỹ, Apple cho biết Tập đoàn điện tử Samsung phải bồi thường thêm 180 triệu đô la Mỹ chi phí thiệt hại về vi phạm bản quyền. Vụ kiện này được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Samsung đồng ý chi 548 triệu đô la Mỹ cho Apple. Apple cho rằng khoản tiền 180 triệu đô la Mỹ mà họ muốn Samsung bồi thường sắp tới liên quan đến thiệt hại bằng sáng chế của 5 thiết bị được bán ra sau năm 2012, tức là thời điểm Samsung bị kết án vi phạm bản quyền. Trong khi đó, Samsung cho biết tập đoàn này đang yêu cầu tòa án tối cao của Mỹ tái xem xét phán quyết đưa ra trước đó. Theo Samsung, tính đến thời điểm này, số tiền mà họ đền bù cho Apple đã cao hơn nhiều so với thiệt hại thực tế của Apple liên quan đến vấn đề bản quyền. Tòa án tối cao nước Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định nào về bản kháng cáo này. Hàng triệu người dân Nigeria đã phải đón một mùa Giáng sinh không như mong đợi khi mà đồng tiền mất giá gây áp lực lên đời sống của người dân. Không như năm trước, cả người thường và những thương nhân tại Nigeria đã đón một mùa Giáng sinh ảm đạm. Đồng Naira giảm xuống mức thấp kỷ lục khi 280 đồng Naira đổi 1 đô la Mỹ sau khi ngân hàng trung ương nước này khuyến khích các ngân hàng thương mại hạn chế mức chi tiêu của khách hàng ở nước ngoài thông qua thẻ ghi nợ. Đây là dịp giáng sinh tệ nhất mà tôi từng chứng kiến, kiến. chưa bao giờ tôi có trải nghiệm về giáng sinh tệ như thế này. Doanh thu dầu mỏ vốn chiếm 90% thu nhập ngoại tệ của Nigeria và hơn một nửa thu nhập của chính phủ đã sụt giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngân hàng Trung ương đã buộc phải phá giá đồng Naira hồi tháng 11 khi giá dầu tiếp tục giảm. Mặc dù vậy chuyên gia kinh tế Bismarck Rewan cho biết đồng Naira có thể sẽ trở lại giá trị thật của mình trong quý đầu tiên của năm 2016. Thưa quý vị, Quốc hội Ukraine vừa thông qua việc trao quyền cho chính phủ được áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga sau khi Moscow tuyên bố có thể cấm hoạt động vùng thương mại tự do với Ukraine kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật này được 291 trên 420 nghị sĩ ủng hộ, sẽ có hiệu lực ngay khi được Tổng thống Ukraine ký. Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành lệnh ngưng hoạt động khu vực tự do thương mại với Ukraine vào tuần trước với lý do hoàn cảnh đặc biệt tác động đến lợi ích và an ninh kinh tế của Nga. Động thái này được xem là để trả đũa cho việc Kiev ký thỏa thuận tự do với EU sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Nga cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hàng hóa nhập khẩu của châu Âu sẽ tràn vào Nga thông qua khu vực thương mại tự do. Luật này đã được quốc hội thông qua nhằm siết chặt các biện pháp chống lại Nga kể từ ngày 1 tháng 1 tới. Chúng tôi sẽ bảo vệ thị trường nội địa của Ukraine. Nga sẽ nhận câu trả lời từ chính phủ Ukraine bằng một lệnh cấm vận thương mại đối với hàng hóa của Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông rất tiếc với quyết định của Nga, cuộc chiến thương mại có thể khiến Nga bị tổn thất 600 triệu đô la vào năm sau, tương đương khoảng 0,6% thu nhập từ thương mại không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp thủ đô Busan của Bỉ khi người dân và du khách hối hả mua sắm những món quà Giáng sinh cuối cùng một tháng kể từ khi chính quyền đặt thành phố ở mức báo động an ninh cao nhất. Mặc dù vậy, Giáng sinh vẫn hiện hữu trong những khu vực mua sắm trước buổi tối 24 tháng 12 vì đối với người dân, đây là dịp lễ Tết dành cho gia đình. Anh Julian sau khi rời văn phòng, mãi mốt chạy ra một cửa hàng và mang về đầy những món quà trên tay. Đây là Giáng sinh là dịp dành cho gia đình Chúng tôi sẽ uống trà, ăn bánh quy và tặng nhau những món quà nhỏ Không khí thật là bình yên, Giáng sinh thường là như thế Bỉ được xem là tâm điểm của các cuộc điều tra sau vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13 tháng 11 sau khi cảnh sát phát hiện những chiến binh IS từng sống tại quận nghèo Molenbeek thuộc Brussels. Ngay sau vụ tấn công, Bỉ đã nâng mức báo động lên cấp độ 3 và một tuần sau đó thì đẩy lên mức độ tối đa khi cảnh sát truy lùng kẻ khả nghi tại đây. Cảnh sát hiện diện và lùng sụp mọi ngõ ngách trong tháng qua và chín người đã bị điều tra vì có liên quan đến khủng bố. Theo truyền thống, trong thông điệp gửi đến dân chúng dịp lễ Giáng sinh, Đức vua Philip của Bỉ kêu gọi người dân đừng quá lo lắng về các vụ tấn công và cần đoàn kết nhau lại.